Cảm ơn các em đến với tiết học mỹ thuật hôm nay. Bây giờ các em chuẩn bị cho thầy những đồ dùng học tập sau nhé. Thứ nhất, sách mỹ thuật lớp 4. Thứ hai, màu vẽ, giấy vẽ. Thứ ba, bìa cứng, giấy màu và kéo, hồ dán, vân vân. Tiết trước, các em đã học tiết mục 2, đó là sáng tạo họa tiết trang trí. Ở tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tiết học 3, đó là tạo sản phẩm theo ý thích của mình. Mục tiêu cần đạt. Thứ nhất, hiểu sơ lược về họa tiết trang trí, vẽ được họa tiết theo ý thích. Mục tiêu 2, tạo dáng được đồ vật và sử dụng họa tiết để trang trí. Mục tiêu 3, phát huy trí tưởng tượng để phát triển sản phẩm. Mục tiêu 4, đó là các em sẽ yêu thích sáng tạo sản phẩm của mình. Bây giờ, thầy mời các em cùng nhìn lên màn hình và trả lời cho thầy câu hỏi sau nhé. Nêu tên các đồ vật có trên màn hình. Các đồ vật có trên màn hình rất là gần gũi đối với các em rồi đúng không? Đó là túi xách, lọ hoa và cái chai. Em có nhận xét gì về hình dáng các đồ vật? À, mỗi đồ vật đều có hình dáng khác nhau, đúng không các em? Các em cùng tiếp tục quan sát. Thầy có 3 lọ hoa. Các em thấy đấy, cùng một lọ hoa mà hình dáng, cấu tạo nó đều khác nhau. Chính vì thế, trong cuộc sống, mỗi đồ vật đều sáng tạo với những hình dáng khác nhau. Bây giờ, các em cùng tìm hiểu các bộ phận của đồ vật. Ở đây, thầy có một cái lọ hoa. Các bộ phận của lọ hoa bao gồm miệng, cổ, thân và đáy. Ngoài ra, ở một số đồ vật có các bộ phận khác. Ví dụ, ở đây thầy có một cái ly. Bộ phận của nó là cái quai cầm để chúng ta cầm không bị nóng đó các em. Trên màn hình, thầy mời các em tiếp tục quan sát một số hình ảnh các đồ vật. Các em cho thầy biết màu sắc và họa tiết trang trí các đồ vật như thế nào? Mỗi một đồ vật đều có màu sắc, họa tiết rất đẹp và phong phú. Ở tiết thực hành trước, các em đã sáng tạo các sản phẩm họa tiết trang trí đối xứng hoặc họa tiết tự do để tạo kho hình ảnh từ hoa, lá, con vật, vân vân và bảng màu theo ý thích. Hôm nay các em sử dụng những họa tiết đó để tạo sản phẩm của bài học hôm nay nhé. Các em cùng nhìn lên màn hình, quan sát các họa tiết và màu sắc để chúng ta cùng tham khảo thêm nhé. Để các em nắm rõ hơn cách thực hành, thì thầy cho chúng ta cùng xem đoạn video sau.
Ở đây thầy sẽ có một cái hình ảnh về cái loại hoa cho các em quan sát để các em dễ thêm phân biệt. Thì thầy sẽ nhắc lại các bộ phận của loại hoa bao gồm, đó là miệng nè, thứ hai đó là phần cổ và phần thân, cuối cùng là phần đáy. Đấy. Thì cái loại hoa này nó sẽ đối xứng qua một trục dọc thẳng đứng. Bây giờ thầy sẽ dùng thước, chúng ta kẻ một cái trục thẳng đứng từ phần đầu loại hoa đến phần dưới đáy loại hoa. Tiếp tục, chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy theo cái đường trục mà chúng ta mới vừa kẻ. Tiếp theo, để thực hành lên một tờ giấy lớn thì chúng ta sử dụng những tờ giấy lớn như khổ A4 nè, A3 nè. Thì ở đây thầy sẽ sử dụng khổ A4. Chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy A4 lại và theo cũng theo một cái đường trục giống như cái tờ giấy nhỏ chúng ta hồi nãy mới vừa làm đó các em. Tiếp tục, chúng ta sẽ xác định các bộ phận giữa phần miệng lọ hoa và phần đáy làm sao cho nó cân xứng giữa phần đầu tờ giấy và phần cuối tờ giấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phác họa hình cái lọ hoa. Sau khi các em đã phát hình cái lọ hoa ra rồi thì chúng ta sẽ dùng kéo, các em cắt rời cái phần hình lọ hoa ra khỏi tờ giấy nhé. Các em cũng lưu ý chúng ta cắt cho nó cẩn thận để cho cái lọ hoa chúng ta sẽ sắc nét và đẹp hơn. Rồi, chúng ta đã cắt rời ra rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lấy chiếc chì, chúng ta vẽ thêm những cái hình ảnh trang trí lên. Các em có thể lựa chọn những hình ảnh về trang trí về đường diêm nè. Đó. Rồi những hình ảnh bên trong như là bông hoa lá hoặc là những hình ảnh về con vật vân vân. Có rất nhiều hình ảnh đẹp mà chúng ta có thể lựa chọn. Ở đây thầy sẽ chọn đó là vẽ một cái bông hoa lá. Các em nhớ quan sát những cái phần nào ở trên cái lọ hoa chúng ta còn trống đó, thì các em thêm những cái hình ảnh phụ thêm cho nó lấp cái chỗ trống đi thì cái hình ảnh chúng ta nó đẹp hơn ha. Xong rồi, như đây này thì đã phác họa sơ qua một cái lọ hoa. Tiếp theo thầy sẽ làm một sản phẩm khác ha. Ở đây thầy sẽ làm một cái sản phẩm, đó là một cái chén, là gọi là cái bát đó nha. Chúng ta cũng sẽ gấp đôi cái tờ giấy của mình lại và xác định các bộ phận của cái chén làm sao cho nó cân đối giữa cái tờ giấy nha. Thì cái chén chúng ta nó có ba bộ phận, thứ nhất đó là phần miệng, phần thân và phần đáy. Cái miệng chén ở đây thì như em đã biết đó, nó rất là to để chúng ta có thể đựng được đồ ăn đó các em. Thì chúng ta vẽ cái phần miệng chén to lên. Nếu em vẽ nhỏ quá thì chúng ta sẽ cắt cái hình ra một lát, cái hình chúng ta sẽ rất là nhỏ.
Rồi, sau khi đã phác họa xong thì chúng ta cũng lấy kéo cắt rời cái sản phẩm của mình ra khỏi tờ giấy. Và chúng ta cũng làm những cái bước tương tự những cái sản phẩm hồi nãy đó. Lấy chì chúng ta trang trí lên những cái hình ảnh thích hợp cho cái bát của mình nó đẹp nha các em. Thường thì những cái đồ vật đa số là người ta thường hay trang trí đường dìm. Đường dìm ở phần cái những cái miệng nè, những cái phần gần gần với phần đáy nè. Còn phần trọng tâm chính giữa chủ yếu là trang trí những hình ảnh, nó hình ảnh chính đó, như là hình con vật, bông hoa lá. Ở phần cái bát hôm nay thầy sẽ vẽ một cái trang trí đó hình con cá nha, nằm chính giữa cái chén. Các em có thể lựa chọn những hình ảnh con cá khác nhau. Chúng ta vẽ thêm những hình ảnh phụ cho cái bức tranh mình nó sinh động hơn. Cá thì thường loại dưới nước nè. Các em có thể vẽ rong, rêu, rồi những cái san hô, bọt bóng, vân vân. Ngoài những hình ảnh con vật thì các em có thể trang trí những cái hình ảnh khác. Ví dụ như là về phong cảnh này cũng được nè các em. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bước tiếp theo, đó là phần vẽ màu và sản phẩm. Các em nhớ lấy tờ giấy lót cái phía dưới để cho chúng ta tô màu, nó không bị lem phía dưới cái bàn nữa các em. Các em chọn những cái màu sắc nó tươi sáng, có đậm, có nhạt. Lưu ý chúng ta tô cái hình nền màu lợt thì cái hình ảnh chính chúng ta sẽ tô những cái màu đậm hơn, và ngược lại, các em tô cái hình nền đậm thì cái hình ảnh chính ở trên, các em tô màu nhạt đi thì cái nó nổi bật cái sản phẩm của mình lên nhé.
Thì ngoài những cái sản phẩm như cái lọ hoa, cái chén, thì các em có thể chọn những cái đồ vật khác để chúng ta làm, ví dụ như là cái túi sách, cái quạt, hoặc là cái nón chúng ta đội đó các em, vân vân. Có rất là nhiều đồ vật khác nhau mà các. Rồi, khi chúng ta đã vẽ màu xong thì chúng ta sẽ lấy cái bút sáp đen hoặc là chiếc lông đen, các em viền nét lại ha. Viền nét cho cái sản phẩm, cái hình ảnh mình nó nổi bật lên.
Như vậy, thầy đã hoàn thành xong hai cái sản phẩm về hai đồ vật, đó là hình cái chén và hình cái lọ hoa. Thì ở đây các em có thể chọn những hình ảnh khác, những cái đồ vật khác để chúng ta hãy trang trí cho cái những mỗi bạn nó có một cái hình ảnh nó sinh động hơn, nó khác nhau đi. Bây giờ mời các em cùng nhìn lên màn hình tham khảo một số sản phẩm của các bạn vẽ nhé. Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em cách tạo dáng và trang trí đồ vật. Bây giờ các em sang hoạt động thực hành. Các em hãy tạo dáng đồ vật và trang trí họa tiết, vẽ màu theo ý thích. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hành nào. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong tiết học của bài học hôm nay. Các em ở nhà hoàn thành tốt sản phẩm của mình. Để tiết sau, thầy sẽ nhận xét các tác phẩm của các em nhé. Tiết học hôm nay chúng ta đã hết. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp các em trong tiết học sau.